Hôm nay anh xã qua building lấy tiền, người ta trả tiền nhà, mình sẵn đi theo đi làm về, cái mình ra đây mình quay cây lê của mình. Hồi tuần rồi trái quá trời trái luôn, mà ở đây không biết sao mấy con sóc nó phá. Coi nè các bạn, để mình quay dưới đây coi nè, phá mà rụng ăn rồi cắn nữa bỏ nữa. Thấy không, bên đây nè mấy con sóc nó phá vậy đó, nó cắn nữa bỏ nữa hết nè, mà nó rụng đầy ở dưới cái sân luôn, dưới cái gốc cây luôn. Coi kìa, quá luôn đây nè, chưa ăn được cái nào luôn, bây giờ nó cũng chưa có chín. Để mình hái trái này thử coi, mình ăn thử coi, nó chưa có chín đâu các bạn. Uổng ghê không, nguyên một cái cây trái quá trời trái luôn mà nó phá rụng mà đầy dưới gốc luôn. Hôm nay chỉ mưa rồi, trời cũng hơi tối nè. Mình mà nếu mà nó không có phá mà rụng như vậy thì nhiều trái lắm, mình hái đâu có xể đâu, nhiều dữ dằn luôn á. Cái này nguyên một cái nhánh này nè, để mình quay sát lại cho cả nhà xem, thấy chưa, cây lê không sai không, bây giờ nó đang còn ở trên cây nè, trên cây nó phá vậy đó, nhai lụm liệng xuống đây đầy chứ gốc luôn này, cả mấy trăm trái. Mình nói để dành cho nó lớn lớn một chút rồi cái bắt đầu mình quay phim cho cả nhà xem. Đây nè cái con sóc đó đó, đó thấy chưa, thấy nó dạng chưa, thấy không? Thấy chưa, ở trên đây nè bà phá, bà ăn bà hốt, bà ăn rồi bà liệng xuống, bà làm cho đầy một cái cây luôn, một đồng một cái gốc cây luôn, có một mình ở trên đó thôi mà phá vậy đó, phá gớm không hung thủ nằm trên cây cây luôn, không có trốn, chẳng sợ ai, không thèm bỏ chạy luôn. Hồi bữa mẹ mình nghe mẹ mình bày là lấy ớt chín rồi cái xong cái mình xay mình để mình xịt lên cái cây á rồi cho nó đừng có ăn, mà nó cũng vẫn phá đó. Với tại vì mình ở dưới này thấp quá đó, ở trên đó cao quá, mình đâu có xịt nước lên tới đó đó đâu. À, đu vô hái tỉnh bơ luôn, thấy không đó chưa, mấy cái cây mà cái trái mà gần gần á là xử hết luôn rồi đó, đó thấy chưa, thấy không có sợ gì đâu. Bữa nay mình bắt gặp cái hung thủ đó rồi, hung thủ đó mà lựa trái nào gần gần là ăn hết luôn, ăn sạch cái cây của người ta luôn, cái trái mà xa xa ra thì hái không được thì không có lấy, mà mấy cái trái mà gần á là xử lén hết rồi đó. Cây lê mình mỗi năm là sai dữ lắm mà thiệt, năm nào cũng vậy hết á, năm nào nó cũng phá tan quan gì nè, mà vừa ngọt vừa giòn nha các bạn, cái cây này nè trái nó nhỏ thiệt nhưng mà ăn rất là ngon, nó ngọt dữ lắm. Mấy cái trái ngoài chợ mà mình mua, trái lê ngoài chợ mình mua ăn không có bằng cái cây này đâu, mà thiệt là tiếc. Nhìn cái gốc cây mà trái nó rụng xuống thiệt đau lòng luôn. Coi kìa, coi bả kìa, à hung thủ nè, hung thủ nè đó, hung thủ ngoài vòng nhẫn nhơ. Bên này mình đâu có dám bắt mấy cái con này đâu.
ở Việt Nam là thôi mày xong rồi. Làm kiểu mới luôn. Không biết làm gì nữa. Sau 2 ngày mình trở lại với cái cây lê ở apartment nhà mình, đi theo anh xã để làm cắt cỏ, rồi mình phải đem theo mấy cái đồ mà để xịt cho mấy cái con sóc này nó đừng có phá nữa, là mình mua ớt xay ở ngoài chợ đó, rồi về mình xay mình pha nước ra để mình xịt lên, để nếu mà có lỡ ai mà đi qua đường á mà hái ăn hoặc là mình ăn á không có bị ngộ độc. Còn cái này là ớt mình xay, còn cái xác á mình lược lại, tại nếu mà mình không có lược lại thì bỏ vô đây mình xịt ra nó bị nghẹt. Mình bỏ vô trong cái keo này nè, rồi mình trét lên mấy cái trái mà thấp thấp á, với gần cái cây đồ đó mình dới lên được á, mình trét lên để cho nó ăn vô cho nó cay một lần nó tởn, nó không có phá nữa. Tại vì nếu mà mình không làm cách này nữa thì chắc ngày mình nghĩ tới cái mùa mà trái mà để cái lê ăn được thì mình chắc không còn cái nào để ăn. Rồi mình đi theo đem cái cây qua mình phải cào, cào hết mấy cái trái này mình hốt vô để cho ông xã mình không cắt cỏ. Ôi ơi buồn quá luôn. Cây lê ngày hôm nay nó thảm. Nè, hồi bữa cũng còn nhiều nhiều ha, bữa nay là thấy không? Ít quá chừng luôn rồi, ăn gần hết luôn rồi các bạn ơi. Hồi mình tha mấy cái trái thấp thấp đường gần đây nè, chứ nếu mình không làm chắc tới hồi chín không còn một trái để ăn luôn. Cái loại này nó ngon á, giòn mà nó ngọt nữa. Mình vừa ý cây lê này gieo luôn á, tại sao bên này nó phá á, mình thấy nhà của người hàng xóm trồng á đâu có bị giống như của mình đâu, của mình sao mà nó dễ sợ luôn. Còn mấy cái tàn ở trên cao đó thì chắc là mình không có hái lên tới, chừng nào muốn trái nó chín á thì là xã mình bắt than lên hái thôi, chứ hồi phải chắc phải nhờ ổng lấy cây than đó ổng xịt. Ớt mình dùng sai là ớt lòng đèn á, nó là một cái loại ớt mà cay kinh khủng nhất của Mỹ luôn ở đây á, chứ ớt mình cũng cay không bằng ớt này đâu. Và mình sai nhuyễn ra, rồi mình lấy cái cọ này nè, mình nhúng như vậy nè các bạn, rồi cái mình sẽ đem lên mình trét lên cái trái lê, cái con sóc nó lại nó ăn trúng nó cay cái là nó tởn à, nó khôn lắm, nó ăn lần mà nó bị cay rồi nó không có ăn nữa. Rồi nè mình trét để mình nhúng vậy ha, mình lấy gì đi rồi mình trét lên cho các bạn coi. Đây là mấy cái trái lê nè, nó xè xè ra dưới đất thật thì mình quét được đó, mình quét lên. Dẫn chơi đâu các bạn, đây nè,
cái bao đựng cỏ đó mà mình hút vô. Trong đây toàn là trái lê không nha, mình không có bỏ cỏ, chưa bỏ gì hết, là nửa bao như vậy luôn, nặng chình chịch luôn, phá hết nửa thôi. Trái lê thiệt là khủng khiếp, mình khiêng cái này không nổi đâu, nặng dữ luôn. Nãy giờ mình hút xong rồi đó. Rồi bây giờ nhờ người mạnh nhất khiêng cái thùng nè, cái bọc lê để đi bỏ đó, nè, lên tới khúc này luôn rồi, cái bao nó bự vậy nè, cái bao mà mình ôm không dám. Wow. Hai cha con phải khiêng lên cái này đẩy đi, chắc bạn nặng quá. Trời ơi, đẩy đi nè. Cây lê nhỏ như vậy mà cho trái khủng luôn. Đây là bên hông nhà, từ bên hông nhà. Rồi mình sẽ quay toàn thể cây lê cho các bạn xem nè, trái nha. Từ trên ngọn nè. Mình sẽ quay từ vòng vòng hết toàn, từ bên hông ra tới đằng trước, toàn thể cây lê luôn. Các bạn xem cho vui. Thấy trái khủng không? Mấy anh chị sốc đã xử hết cả nửa bao dây giấy mà mình cũng còn lại khoảng chừng bao nhiêu đó đó. Bây giờ là khoảng 11 giờ mấy, 12 giờ, cũng hơi nắng. Không biết chối các bạn có thấy không? Mình chỉ có làm những cái công việc như cắt cỏ, dọn dẹp vườn vào cái ngày nghỉ của mình là ngày thứ ba. Rồi mình qua đây mình phụ dọn dẹp, cắt cỏ, nhổ cỏ chứ mình không có cắt cỏ. Cắt cỏ nặng nhọc để cho đàn ông ở đây làm, chứ mình chỉ nhổ cỏ đồ nãy kia, đi theo chơi cho vui. Và mình làm một cái video nhỏ nhỏ của cây lê mình cho các bạn xem. Và xin kết thúc video. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh và xem video của mình. Hẹn gặp lại vào những video sau. Xin chào tạm biệt. Bye bye.